Rồi em chào bà con nhân này ngày 23 tháng 4 2023 ha. Rồi cây này là cây 396 ốp bầu neo 5 nha. Cây này bị sọc nhẹ miếng ở dưới. Học online tốt, Android nó 5 chấm luôn. Cây em bán 250k nha. 396. 396 nha. Đây, nó bị sọc ha. Đó, xài bình thường, cảm ứng xài bình thường luôn, mua về chữa trái nghe gọi ok, bỏ túi nghe gọi ha. Đó, 250. Full chức năng không lỗi gì hết nha, chỉ bị sọc màn hình nhẹ ha. Rồi cây 396 nha, 250k. 397 cây ốp bồ neo 5, cây này bị đốm, học online tốt, Android nó bán 250k nha, 397. 397 ha, nút nguồn nằm bên đây ha. Nó bị đốm nhỏ ngay góc này ha. Nó màn hình không nứt không gì hết, bị đốm ngay chỗ đó ha. Cảm ứng xài bình thường. Máy full chức năng, có tải sẵn hết ứng dụng rồi ha. Wi-Fi đầy đủ, sim bọng ok. Cây này bỏ túi nghe gọi ok ha, hai sim. Cây này 250k, 397 nha. Rồi cây 398 nè. Cây này ốp bồ neo 5, cây này bị đốm nha. Học online tới gì bán nghe gọi nha, cây này 300k. Cây này bị đốm nhẹ xíu à. Nút nguồn nằm bên đây nha. Nó bị đốm nhẹ miếng mực nè. Nó cảm ứng sao bình thường, không lỗi gì hết. Đó. Máy ok ha, full chức năng. Rồi, bị đốm nhẹ miếng ha. Cây này em bán 300k nha. 398 nha, 398 Oppo Neo 5 ha. 399 Oppo Neo 5 luôn, cây này bị sọc nhẹ ăn tí. Bán nghe gọi luôn. Cây này 300k luôn ha, màu xanh. Nè, bị sọc ở dưới đây miếng ha. Bị sọc có miếng riêng nguyên cây luôn, bị sọc miếng ha. Rồi em tải sẵn ứng dụng luôn, cảm ứng sao bình thường không lỗi gì hết. Đó, cây này em bán là 300k nha, 399. 399 nha. Rồi, cây này 34 cây này 400 ha, 400, mã số là 400 ha. Oppo Neo 5 bán nghe gọi luôn ha, giá 300k. 300 luôn, màn hình nó hơi chạy một tí nha, không nước không bể không cây gì hết nha. Xài bình thường hết, cảm ứng ok, em tắt sẵn ứng dụng rồi ha, nghe gọi ok, hai sim luôn. Rồi cái 300 nha, 300 300k nha, 400. Cây này 401 nha. Cây này Note 10 Plus bị nứt kính, nứt lưng sau nha. Cây này hàng nhái, RAM 8 bộ nhớ 512, bán nghe gọi nha. Cây này 350k. Nó lưng người bị nứt ở trên nứt luôn, camera kép. Cây này hàng nhái nha. 401, cây này 401 nha. Đây, hàng nhái, nhìn phết, bị nứt luôn nha. Đây, vô màn hình trắng cho coi ha. Cảm ứng xài bình thường luôn, không lỗi gì hết, hai sim nha. Pin tốt, wifi đầy đủ ha. Em tải sẵn ứng dụng luôn ha. Đó. À, tải sẵn ứng dụng luôn, wifi tốt, pin tốt ha. Máy sạc tươi tai si ha. Đó. Máy ok ha, nó hàng nhái nha. Bán rẻ luôn, có 350k thôi, 401 nha. Rồi, cái 402 nè. Cây này Nokia 2.2.1 nha, Nokia 2.1 riêng nguyên cây, học online tốt, Android nó 9 chấm nha. Cây này 400k, 2402 nha. 2.1, Nokia 2.1 nha. Đó, em tải sẵn ứng dụng này, Wi-Fi tốt, đầy đủ ha. Máy ok ha, full chức năng không lỗi gì hết. Full chức năng. Rồi 2.1 nha. Rồi 402, 400k. Rồi cái 403 nè. Cây Oppo Neo 9 nha, nứt kính. Cây này RAM 2 bữa nhớ 16, Android nó 5 chấm luôn. Cây này nứt kính em bán 400k nha, 403 nha. Nứt có một đường à. Đâu cây nứt một đường nè. Nè, nứt con tí nỉ dưới đây nè. À, nứt con góc mà dưới đây nha, em vẫn tính nứt nha. Màn hình full chức năng không lỗi gì hết, chỉ nứt kính miếng đó thôi. Em tải sẵn ứng dụng luôn rồi. Máy ok ha, Oppo Neo 9. Rồi cây này 403 nha, 400k. Rồi cây 404 nè. Cây này là cây Oppo A51W gam 2 bộ nhớ 16 Android 5 chấm nha. Cây này 500k. 404, 404 nha. Cây này là mệnh danh hồi đó là kim cương nha. Nó sẽ dắt dắt kim cương nè. Mà ở sau em mới lột ra đẹp luôn ha. Đó, màn hình cũng ok, riêng nguyên cây luôn. Em tải sẵn ứng dụng luôn rồi. Máy ok, full chức năng. Wi-Fi đầy đủ, pin tốt ha. Không lỗi gì hết. Đó, riêng nguyên cây. Rồi có hồng ngoại luôn nha. Máy này có hồng ngoại luôn nha. Rồi 404, 500k. Rồi cái 405 nè. Asus Z00AD bị đốm nha. Cây này RAM 4 nha, bộ nhớ 32, Android 5 chấm luôn. Em bán có 500k thôi do bị đốm bốn góc ha.
Cây này 405 nha, có 500k thôi, RAM 4 bộ nhớ 32 nha. Đó, màn hình không nứt không gì hết, bị đốm bốn góc nhẹ ha. Đây, hai góc à. Đây đốm nhẹ ăn miếng à. Đây đốm miếng ha. Cây RAM 4 luôn em bán có 500k thôi, bán rẻ ghê luôn ha. À, máy full chức năng, không lỗi gì hết, pin tốt, wifi đầy đủ, cứ bị đốm bốn góc ha. RAM 4 bộ nhớ 32, 500k, 405 nha. Rồi cái 406 nè. Redmi 5 nha, Redmi 5 nha. Cây này nứt camera ha. Nứt kính luôn ha, nứt kính luôn. Nứt kính luôn, cảm ứng xài bình thường. RAM 4 bộ nhớ 364 luôn. Cây này Android 9 chấm. Cây 550k nha. Cây này RAM 4 bộ nhớ 64 em bán có 550 nha. 406 nha, găng tay một chạm luôn, camera kép ha. Màn hình nứt nhưng xài bình thường, cảm ứng xài bình thường ha. À, cảm ứng xài bình thường không lỗi nha. Nước rồi em bán giá nước cho chứ em ép kính rồi giá nó cao nữa. Nước kính nha, nó xài bình thường ha. Rồi cây này 550 nha, 406. 407 nè. Cây này cây Galaxy Note 3 nha, RAM 3 bộ nhớ 32 Android 5 chấm luôn, 600k thôi. 407 nha, chính hãng nha. 407. Đó, cây này ok luôn, full chức năng không lỗi gì hết nha, pin tốt. Em test hết rồi, sim bỗng ok, wifi đầy đủ ha. Tải ứng dụng sẵn luôn ha. Rồi có hồng ngoại luôn nha. Rồi cái Note 3 luôn nha. 407 600k. 408. Cây này Asus Z00ID, cây này RAM camera kép nha. RAM 3 bộ nhớ 32 Android nó 8 chấm nha. Cây này 600k, 408, 408 nha. RAM 3 bộ nhớ 32 luôn, bán 600k thôi. Màn hình ok, full chức năng không lỗi gì hết nha. Đó, máy ok luôn, full chức năng không lỗi gì hết, cảm ứng xài bình thường, nút bắt nằm ở đây nha, găng tay nằm đây nha, có máy này có găng tay luôn nha. Rồi cái này là 408 nha, 600k. Rồi cái 409 nè, cây Vivo 1601 RAM 4 nha, RAM 4 mũi nhớ 32 Android nó 6 chấm, cây này bán 700k nha. 409 nha, 409 nó vỏ xấu qua 5 tháng ha, vỏ xấu qua 5 tháng ha. Máy ok, full chức năng, không lỗi gì hết nha. Máy ok ha. Màn hình ghi luôn. Máy ok, không lỗi gì hết nha. Găng tay nằm ở trên đây nè. Rồi, cái này là 4009 nha, mã số là 409, 700k ha. Rồi, 410 nè. Cây này Redmi Note 5A, Redmi Note 5A, RAM 3 nhớ 32, Android 7 chấm. Cây này 700k. Găng tay một chạm luôn ha. Đó, 4 RAM 3 cũng nhớ 32 luôn, 410 nha, 700k. Màn hình đẹp luôn, full chức năng không lỗi gì hết, riêng nguyên cây luôn. Cây này xài 8 nhân nha, 8 nhân. Đây nè, 8 nhân nè, mỗi nhân hết 4 ha. RAM 3 cũng nhớ 32 nha, rất là mạnh nha. Đó, 410 nha, 700k. Rồi cây này 411 nha, 411. Cây này Oppo F5 nha, RAM 4 cũng nhớ 64 Android 7 chấm luôn. Cây này 800k, găng tay một chạm nha, F5 luôn, RAM 4 luôn, em bán có 800k thôi, màu đỏ nha. Máy ok ha, nút nguồn nằm đây, màn hình ok, full chức năng không lỗi gì hết nha. Máy ok 800k luôn, quá mượt, là RAM 4 mũi nhớ 64 luôn, chiến tất cỡ gọi game luôn, ứng dụng luôn ha. À, Oppo luôn ha, màu đỏ, 411 nha, 800k. Rồi cây này ghê đúng không nè, Redmi 9 nha, RAM 4 cộng 1 là RAM 5 nha, bộ nhớ 64 Android đến 11 chấm luôn ha. Cây này bán giá 1.200.000, camera 3 camera luôn, 4 camera luôn nha. Cây này 4 camera luôn, nó găng tay nằm đây nè, găng tay ha, 4 camera. Đó, giá 1.200.000 nha, 412 nha, mà sạc đuôi taxi nha, ở trước có hồng ngoại luôn nha. Máy ok, không lỗi gì hết nha, full chức năng. Có một tay vuốt không đi ha, hai tay mới vuốt ngon ha, có một tay em vuốt không tới, nó hơi bự. Máy ok, không lỗi gì hết nha, cảm ứng ok luôn, không lỗi gì hết nha. Rồi máy ok ha, giá 1.200.000 nha, giọt nước luôn nha. Đó, máy ok, có hồng ngoại luôn. Đó, giá 1.200.000 nha, 412. Ở bên hông nó có lần gạch nha, ở trên đầu này là 4 thường ha, nhưng mà này là cây 4S 16GB. Cây này em bán nghe gọi nha, full chức năng nhưng mà nút hôm nó bị hư, nút hôm bấm lên xài hôm ảo nha, xài cái nút ảo này nè ha.
Máy ok hết, full gọi nghe ok hết, wifi đầy đủ, pin tốt ha. Bấm nút home về ha. Rồi cây này là 385 250k nha, iPhone 4S nha, màu trắng. Còn cây này đẹp nè. Cây này là iPhone 4S luôn, 64GB. Cây này em có tải nhạc sẵn ha. À, bán nghe gọi luôn, 300k 386. Đẹp ha, màn hình cũng đẹp luôn, nút home còn luôn. 386. Rồi 300k nha. SIM bọng wifi này kia đầy đủ ha. 4S 64GB 386. Cây này em bán nghe gọi nha. Những chuyện khác đừng lộn. Cây 388 nha. Cây này là cây S7 Edge, nứt kính nha, RAM 4, bộ nhớ xa, bộ nhớ 128 luôn. S7 Edge, cây 388 nha. S7 Edge cây này bị nứt kính một đường một rồi. Một đường từ đây đến đây ăn màn hình cong nha. Cây này nứt kính, RAM 4, bộ nhớ 128, Android nó 8 chấm. Cây này giá 1.100.000. 388 nha. Đây là đo nhịp tim nằm đây ha. Đó. Máy cũng còn ok hết, chỉ là nứt kính một đường thôi nha. Màn hình cong nha. Nó ok không? Đẹp kỳ kỳ luôn ha, màn hình cong ha. Màn hình zin hơi ám nha. Nứt một đường thôi, cảm ứng xài bình thường hết luôn. Giá 1 triệu mốt nha, RAM 4, mũi nhớ 60, 128 luôn nha. Đó, máy cong luôn, có sạc không dây nha. S6 Edge với là S7 Edge có sạc không dây nha. Bỏ vô cái đế sạc là sạc không dây nha. 388, giá 1 triệu 100k nha. Máy ok luôn ha. Máy em test sim hết rồi đó. Máy này hai sim nha. Máy này hàng Việt Nam hai sim nha. Ok luôn. Ít khi nào máy hai sim mới có cái máy này hai sim mới nha. Rồi 388. Cây 373. Cây này cây Huawei L à, 21. Cây này găng tay một chạm nha, RAM 2 bộ nhớ 16, Android nó là 6 chấm nha. Cây này 450k. 373 ha, 373, găng tay một chạm ha. Máy full chức năng không lỗi gì hết nha. Máy không lỗi gì hết. Xấu qua 5 tháng thôi ha. Máy không lỗi nha. Cây 450k ha. Không có cây Sony đẹp quá. Sony màu trắng. iPhone Sony nhảy vô nha, sạc đuôi tai chi. Rồi cây này là cây Sony XA1 Ultra, cây này RAM 4 nha, bộ nhớ 64. Cây này Android 8 chấm. Em bán giá 1 triệu nha, 999k nha, 1 triệu nha. Cây này là 384 nha. Đẹp lắm, Sony zin luôn nha. Cây này zin nguyên một cây luôn. Màn hình zin luôn á. Màn hình zin luôn nha, cây RAM 4 mũi nhớ 64 luôn, rất là đẹp luôn, không lỗi gì hết. Đẹp kênh xe ben luôn. Màu trắng đẹp kênh ha. Nó đẹp kênh luôn ha. Rồi 384 nhân giá 999 nha. XA1 Ultra nha. Rồi cây này cây 357 nha. Cây này cây Asus mà hồi đó cây này sở hữu cây này là cũng là già giàu á, nhưng giờ nó lỡ thời rồi. Cây này camera nó zoom được 3x, 30x. Cây này Asus Z00XD, RAM 4, bộ nhớ 64 nha, RAM 4 nha. Android nó 5 chấm. Cây này 600k thôi. Nó bị nứt một tí nỉ ở góc này. Đây, một góc có một tí nỉ ở đây nha. Đó, vỏ này sống qua 5 tháng, máy móc ok, không lỗi gì hết nha, pin tốt. Em test thử hết rồi, toàn bộ sim bọng này kia ok hết, wifi đầy đủ, rin nguyên cây, bị nứt tí nỉ ha. Rồi cây này RAM 4, mũi nhớ 64 luôn. Em bán là 600k nha. Camera ok. 357, 357 nha. Rồi cây 360 nè. Ai chốt nhanh gọn lẹ nha. Em có một cây một ha. Cây này là cây Sony Z5 nha. Z5 Duo 2 SIM. Cây này RAM 3, mũi nhớ 32, Android nó 5 chấm luôn. Cây RAM 3 nha. Em bán 600k thôi. 360 nha. Cái này là cái đẩy cái khay SIM lại cho nó đẹp ha. Nhưng mà mất rồi. Nhưng mà bỏ sim nghe gọi ok ha. Khay này khay sim, hai sim ở đây phải nhớ ha. Đó. Máy móc ok không? Màn hình không lỗi gì hết luôn nha. Đó, màn hình không lỗi gì hết nha, full chức năng. Đó, full chức năng. Full chức năng luôn. Em ghét mấy cái gì diệt virus này kia rồi em xóa hết. Tại vì nó nặng. Nó không có diệt được đâu. Tại vì người ta sáng chế ra cho mình tải chơi á.
chứ máy này đâu có bị virus đâu mà diệt, với lại mình đâu có làm gì làm ăn lớn tiền tỷ đâu mà sợ nó lấy thông tin. Rồi cây này găng tay nằm đây luôn nè, găng tay luôn nha, có nút chụp hình âm lượng ha, nó nút nguồn nó nằm đó luôn á. Rồi 360 nha, 600k thôi. Cây 350, cây này là Apple F1S, cây này bị nứt kính RAM 3, bộ nhớ 32 Android nó 5 chấm, cây này em bán 600k nha, 600k 600k ha, bị nứt kính, bị nứt kính có trên này miếng này nha, ở góc này nè, chứ mình màn hình này xài bình thường hết, có cả cấu cường lực luôn, cảm ứng ok hết, toàn bộ không lỗi gì hết nha. Cây này RAM 3 vẫn nhớ 32 luôn nha, nó bị nứt kính con miếng ở trên này ha, vẫn em vẫn tính là nứt kính nha, em bán là 600k nha, RAM 3 vẫn nhớ 32 nha, F1S vỏ nó hơi xấu ha. Rồi 350 nha, 600k. Ba một sáu luôn, Redmi 3, cây này RAM 2 vẫn nhớ 16, Android nó 5 chấm, xài 6 nhân 4 450k, 316 ha, 316 có hồng ngoại trên trước luôn nha. Máy có hồng ngoại ha, sạc ở dưới ha, mít nữa ha. Cảm ứng không lỗi gì hết nha. Rồi cây 316 nè, 450k nha. Rồi cây này là Vivo Y31, cây này RAM 2 bộ nhớ 16, cây này Android nó 5 chấm, cây này em bán là 450k, 319 nha, Vivo, Vivo ha, không lỗi gì hết nha, gin nguyên một cây luôn, màn hình gin luôn, 450k Vivo Y31 nha, bỏ túi nghe gọi ok ha. Rồi cây 3, cây 323, cây này Asus Z00UD, cây này rửa pin trâu mạnh ha, RAM 3 nha, RAM 3 cũng nhớ 32, Android nó 5 chấm nha, cây này 600k, 600k nha, đó rất là mạnh nha. Cứ mạnh luôn đó, 323 nha, RAM 3 nha, em bán có 600k thôi nha. Rồi cây 329, 329 là cây Galaxy A50 nha, là A50s, cây này mạnh lắm, RAM 4 bộ nhớ 64, Android nó 11 chấm, cây này em bán 1.700.000, sạc bằng đuôi taxi, màn hình thì ok đẹp ha, máy ok luôn ha. Em tải sẵn ứng dụng rồi, nhập wifi test ha, pin tốt ha, camera giọt nước nha. Cây này A50S nha, máy rất là mạnh nha, đó thấy không, camera cái ba camera luôn ha, 329 nha, dạ 1.700.000. Rồi cái 309 nè, cây này là cây Galaxy Note 4 nha, cây này RAM 3 vẫn nhớ 32, Android nó 5 chấm, cây này em bán 700k thôi. 309, cây này là đo nhịp tim nha, cũ qua 5 tháng, kính của camera nó hơi bể đen miếng ha, đó, vỏ thì cũ qua 5 tháng nha, nó sườn nó bằng nhôm nha, có hồng ngoại nha, có lỗ 3.5 ha, đó, có mít ha, có cây bút luôn nha, cây bút dễ bình thường nha, màn hình riêng nha, cây này màn hình riêng nó, cây Note 4 nha, em test rồi ok hết, pin tốt luôn ha, pin tốt là wifi này kia, YouTube này kia ok hết ha, đó ok, cây 309 nha, 700k, có găng tay đo nhịp tim luôn nha. Rồi cây 284, cây này cây Asus
T00F. Cây này em cũng mới lột keo luôn nên nó cũng vỏ nó cũng mà đẹp ha. Em bán cây này nghe gọi nha, không lỗi gì hết, em bán nghe gọi 350k 284 màu đỏ. Nó Asus đẹp Kensho Ben luôn, cảm ứng màn hình thì không lỗi gì hết nha, không bể không nứt gì hết. Nó em tải sẵn ứng dụng rồi ha. Rồi nhập wifi vô test thôi ha. Đó, máy ok, full chức năng nha. Đó, cái em bán nghe gọi nha. Cây này 350k 284. Ai mua thì cọc em cái cạc Việt theo hay là chuyển khoản cho em 50k nha. Còn lại 300k cộng tiền ship 20k em gửi tới chỗ cho kiểm tra hàng luôn nha. Ok thì nhận, còn không ok thì trả cho shipper lại nha. Quyền lợi quý khách nên nhớ kiểm tra hàng ok, đúng cái mã số này đúng máy thì nhận giùm em ha. 284. Cây 267 nè. Cây này là cây Galaxy Z320. Cây này riêng nguyên cây, học online tốt, Android 5 chấm. 500k 267. Xài được 2 sim và 4G ha. Ghi luôn màn hình đẹp luôn ha. Đó, màn hình nè. Ghi luôn nha. Ghi nguyên một cây luôn. Máy ok ha, không lỗi gì hết. Máy em test rồi không lỗi gì hết nha. 267 nha. Xài được 2 sim và 4G luôn nha. 500k. 269 nè. Redmi 3. Cây này Redmi 3 nha. Cây này RAM 32, bộ nhớ 16, Android 5 chấm nha. 600k. 269. Cây này của Mi nha. Không lỗi gì hết nha. Máy full chức năng, có hồng ngoại luôn nha. Ở dưới sạc, ở dưới đít ha. Full chức năng không lỗi gì hết, 600k nha. Redmi 3. Cây này cũng đã ứng dụng sẵn hết rồi. 269 nha. Em chưa mở nguồn ha. Nó không lỗi gì hết. Rồi, cây này cây 240 nè. Cây này là Asus Z00ADLD nha. Cây RAM 2 bộ nhớ 32 luôn. Cây này RAM 2 bộ nhớ 32 luôn, cứ rồi đã luôn ha. Android nó 6 chấm luôn, 600k. Cây này nữa. 600k thôi. Cây này Asus pin trâu lắm nha. Nó máy ok luôn ha, em test sẵn hết bên rồi. Chỉ cần vô là test thôi ha. Rồi, cây này 600k 240 nha. Rồi, cây này 230 nha. Galaxy Gun. Cây này bán nghe gọi nha, 350k. Rin nguyên một cây luôn, vỏ xấu qua 5 tháng ha. Máy xài bình thường hết, không lỗi gì hết nha. Nó rin nguyên một cây, màn hình rin luôn, 350k thôi, 350 thôi. Là có một cây Galaxy Gun 2 ha. Gắn nghe gọi nha, em tải sẵn ứng dụng rồi. Cây này 350k 230. Còn cái 233 nè. Cây này cây U29 nha. U29. Cây này học online tốt, Android nó 5 chấm luôn. Cây này 400k thôi. 232. 233, 233 nha. Đàn led két ha. Cây này cũng tương đối là mạnh luôn á. Cái tay em tay trái em bấm khó quá. Đây. Máy ok nha, mượt mà ha. Quá trời đã luôn, mượt lắm nha. Ở trước có đèn led luôn nha, camera trước đèn led luôn, ở dưới chữ sạc micro ha. Micro là sạc của đuôi Samsung bình thường á, gọi là micro ha. Rồi cây này là cây 233 nha, 400k. Rồi cây cầu bắp 208. Cây này giống hột xoài, sạc bằng micro. Cây này là cầu bắp nghe bán nghe gọi. Cây này 200k 208 nha. Đó, 208 nha. Rồi coi rồi rồi. Cây này 220 nha. Cây này là Oppo A75. Cây này RAM 4 mũi nhớ 32 nha. Cây này Android nó 7 chấm luôn. Cây này 800k. 800k do cái sườn nó không được đẹp ha. Cái sườn nó bị mất ha. Màn hình không nứt, màn hình hơi chày thôi nha, không nứt nha. Màn hình chày không nứt, màn hình zin luôn. Đi ép kính được luôn ha. Màn hình không chày, màn hình chày nhưng mà không nứt nha. Cây này RAM 4 nha. Nếu mà bình thường mà đẹp đời cái mưa, cây này giá là 1.2 hơn 1.3. Cây này em bán có 800k. 220 nha. 800k. Em có cây này siêu phẩm nè.
Cây này cây Galaxy Note 8 nha, cây bị đốm. Em chứ ép kính mà bị đốm uổng quá trời, em đi ép kính luôn. Cây này da gam 6, bộ nhớ 64 nha, Android nó 9 chấm. Cây này hàng chính, hàng xịn luôn ha. Cây này 2 triệu. 2 triệu K ha. 221. Găng tay nằm đây ha. Camera kép ha. Màn hình cong nha. Nè em bắt trong cài đặt cho coi ha. Đâu rồi cài đặt luôn. Đây nó bị đốm đây miếng nè. Bị đốm đang điếng, màn hình ép kính không có nứt gì hết nha. Nó màn hình zin bị đốm hai chỗ nhỏ ha. Máy ok mượt ha, RAM 6 bộ nhớ 64 ha. Có cây viết nữa nha. Quá thì đã luôn, xịn sò ha. Cây này một sim nha. Ồ, em test sim rồi ha, găng tay ở đây ha. Đo nhịp tim ha. Máy sạc đuôi tai si nha. Có cây viết ha, bấm vô rồi ra ha. Coi viết muốn ghi gì ghi ha, pin tốt luôn nha. RAM 6 bộ nhớ 64 2 triệu nha. 221, 221 nha. Nó 8 hàng xịn luôn. Hồi trước em cầm 8, 8 cũ em đi mua cây này á. 8 cũ. Chứ giờ có 2 cũ là mua được rồi. Rồi cây 192 nè. Cây này cây Vivo Y31 nha, màu đen, đen tuyền. Cây này giả nhám. RAM 2 bộ nhớ 16, Android nó 5 chấm nè. Cây 450K. Đó, máy ok ha, viền cũng còn đẹp nha. Đó. Màn hình không lỗi gì hết nha, khuôn chức năng ok hết, em tải sẵn ứng dụng luôn ha. Chỉ cần nhập wifi vô test thôi ha. Máy ok ha. Wifi đầy đủ ha, khuôn chức năng không lỗi gì hết. Rồi cây này 192 nha. Rồi cây 193 nè. Cây này cây Huawei L31 nha. Cây này găng tay một chạm luôn. RAM 2 bộ nhớ 16, Android nó 7 chấm nha. Cây này 450K, vỏ hơi xấu nha. Em bớt 50K, còn lại 450K nha. Đúng ra cây này bán 500K nha. Cây này tải gói găng tay một chạm ha. Cây này RAM 2 bộ nhớ 16 chuẩn. Màn hình đẹp nha, không nứt không gì hết. Ghiên nguyên cây luôn nha. Máy này ghiên nguyên một cây luôn. Nó ghi nguyên cây luôn. Rồi cây 193 nha, 450K nha. Rồi 182 nè. Cây này Vivo Jam, Vivo Jam, RAM 2 bộ nhớ 16, Android nó 5 chấm nha. Cây này 400K thôi, em bán rẻ hơn Vivo này nha. 182. Đó, 182. Máy thì màu đen, vỏ màu đen ha. Đó, cây này 2 sim nha. Em tải sẵn ứng dụng luôn rồi. Chứ cần nhập wifi vô test ha. Bù tá nó mấy anh đó ảnh đi giao cực khổ cho anh nhanh ghẹ, ảnh đừng giao cho người khác nữa ha. Em tải sẵn rồi. Rồi tải sẵn ứng dụng luôn, wifi tốt ha. Đó, em sửa nút này kia hết rồi ok hết luôn. 182 nha. Cái này 400K, mua thì cậu em cái cạc Viettel hay chuyển khoản giao 50K nha. Còn lại 350 cộng tiền ship 20K em gửi tới chỗ cho kiểm tra hàng nha. Rồi cây 183 nè, Oppo Neo 5, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 5 chấm. Cây này 400K nè, giống như cây này nhưng mà cây này là 183, còn cây này là 181 nha. Nó mỗi cây nó cũng khác nhau ha, nên em quay ha. Cây này ok luôn, đi nguyên một cây luôn, không lỗi gì hết nha. Máy cũng đẹp, em tải sẵn ứng dụng luôn ha. Đó, em tải sẵn ứng dụng luôn, bắt lên thì xài thôi ha. Nhỏ gọn, bỏ túi nghe gọi ok luôn ha, đã lắm, gọn hơn, pin tốt luôn nha. Rồi cây 174 luôn. Cây này Redmi Note 4 nha. Cây này bị đốm. Em ép kính mà thợ ép kính nó làm sao bị đốm, không lẽ lên mắt đền nữa. Vài bữa nó sẽ hết nha. Đốm này là đốm ép kính vậy, nhưng mà vài bữa nó sẽ mờ và hết nha. Không lan gì hết, không bị gì hết nha. Cây này là màn hình zin, men zin hết toàn bộ luôn mà em đi ép kính nha. Ép kính thì có khi nó ép thì nó có khi nó bị đốm đốm nhẹ nhẹ, vài bữa nó hết. Cây này RAM 3 bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm nha, găng tay một chạm nha, em bán 700K luôn. 174 nha. 174 nha. Nếu mà không đốm là em bán 900K luôn. Cây này mạnh lắm, cây này 8 nhân nha. Cây này 8 nhân. Đó, RAM 3 bộ nhớ 8 nhân nè, mỗi nhân 2 Hz nè. Đúng không? Ngay tay nè. Đó, cây này rất là mạnh nha. Chơi tất cả loại game được luôn. 7 174 nha.
mã số rồi cái 151 nè, 151 là cây IP hãng gì không em không biết luôn nha, nó là 4 camera luôn, nó em không biết hãng này luôn, hãng gì ha, điện thoại Trung Quốc đi ha, điện thoại tàu ha. Cây này IP 12 Pro Max nha. Cây này RAM 6 bộ nhớ 128, ở trong máy nó ghi sao em ghi vậy nha. Nó là Android 10 chấm, em cây này em bán nghe gọi nha, 400k. Cây này 151 nha. Đó, mẫu mã ok, có cái ốp lưng luôn, sạc ở trên đầu ha, ở dưới dàn loa nha. Má em tải sẵn ứng dụng hết rồi nè. Em tải sẵn ứng dụng hết rồi nha. Máy là ok, wifi đầy đủ nha, đẹp. Pin tốt. Nó 4 camera luôn. Nó bắt nhạc nghe thử rồi ha. Em không bắt nữa. Rồi cây này đây em cho coi dung lượng nè. Đây 128 nè ha. Đó, cây này là RAM 6 còn nhớ 128 mà nó của Trung Quốc nha, yếu xìu à. Em bán nghe gọi nha, 400k thôi. 151 nha, 151. Ai mua thì cọc em cái cạc Viettel hay là chuyển khoản cho em 50k nha. Còn lại là 350 này, 400 thì trừ ra còn lại 350 cộng tiền ship 20k, em gửi tới chỗ cho kiểm tra hàng, ok thì nhận nha. Quyền lợi khách hàng thì nhớ kiểm tra hàng xong rồi nhận ha. Đúng máy, đúng sản phẩm em video cho trong video thì nhận ha. 400k 151. Rồi cây 132 nè. Cây này học online tốt, Android nó 6 chấm, cây này Z2 nha. Galaxy Z2 nha, cây này bị nứt một miếng ha. Cái này nứt một đường từ đây nè, từ ánh sáng nè, đổ lên đây một đường một ha, riêng nguyên cây luôn, bị nứt màn hình miếng ha, mà được cái màn hình riêng, xài cảm ứng này kia ok, không lỗi gì hết nha. Rồi 300k thôi, mua cùi bắp cũng vậy thôi, mua cái máy này bỏ sim ngay gọi rồi coi được này kia luôn ha. 132 đó, em tải sẵn ứng dụng rồi, chỉ cần nhập wifi vô rồi xài thôi đó, tải sẵn ứng dụng rồi, máy còn đẹp riêng nguyên cây luôn nha, nó vỏ riêng nguyên cây luôn. Cây 132 ha. Rồi cây 134 nè. Cây này là Z1, Galaxy Z1 luôn, chính hãng nha, bán nghe gọi luôn, 300k thôi. Cây nó bán nghe gọi luôn, không nứt không gì hết nha, riêng nguyên cây. Riêng nguyên cây của Z1 luôn, đời đầu luôn. Bỏ sim nghe gọi em có tải sẵn ứng dụng hết rồi nè. Đó. Chơi ứng game thôi, cây này màn hình game luôn á, màn hình còn mắc hơn cái giá của cái máy luôn á. Đó, tải sẵn ứng dụng hết rồi. Bấm vô chơi bánh này kia rồi ha, cũng lời ha, mua cụ bắp cũng hết 300, 350 rồi, mua cái này có 300k, bỏ sim nghe gọi chơi được game luôn ha. 134 nha. Rồi cái 139 nè, cây này là Movitas Zuroba gì đó nè, nó tên của nó nè ha. Học online tốt, Android nó 6 chấm luôn, cây này 400k thôi. Cây này 139 nha. Cây này tải được YouTube đỏ đen cái gì TikTok gì đủ thứ, Zalo gì đủ được luôn ha. Cây này rồi nó tới 6 chấm là tải được hết ha. Đó, ok em tải sẵn ứng dụng rồi, pin tốt, wifi ok ha, không lỗi gì hết, màn hình không nứt không gì hết luôn nha. Đó, giá có 400k thôi, 139 nha. 139 nha của thằng Mobitas nha. Đó, camera đẹp kinh ha. Ở trước có camera luôn nha. Rồi cây 141 nè. Cây này cái vỏ nó lâu quá rồi nó cào cào ra bóng đẹp ha, nhưng mà em làm miếng cào quá, em bỏ thời gian cào lâu quá tăng giá nữa. Thôi để vậy bán rẻ ha. Cây này là cây LG Neosu 5, cây này gam 2 bộ nhớ 16, Android nó 6 chấm luôn nha. Cây này cam trước cam sau đẹp lắm nha. Cây này 400k, 141 ha. Cây này nó mạnh lắm nhưng mà vỏ nó thì cũ 5 tháng nữa, bị như vậy thì cạo ra ha, chịu khó cạo ha. Nước nguồn nó nằm ở trên đầu ha, tải sẵn ứng dụng luôn rồi. Đó, tải sẵn ứng dụng luôn, không nứt không gì hết nha. Máy ok luôn. Nè, mướt lắm nè, nè. Đó. Không lỗi gì hết nha. Cái Neo 5 vậy, LG Neo 5 vậy đó. LG này, Neo 5 ha, cây 141 nha. 400k. Ai mua thì cọc em cái cạc Viettel 50k hay là chuyển khoản em 50k nha, còn lại 350 cộng tiền ship 20k em gửi tới chỗ tôi kiểm tra hàng, ok thì nhận nha. Nhớ kiểm tra hàng xong rồi nhận nha, em cho kiểm tra hàng thì cứ kiểm tra hàng ha. Rồi cây 142, cây 142 là cây Philips nè,
Philips nó ở sau lưng nó giả xi nhăng nha, nhưng mà bằng mũ nha. Cây này cũng rất là bền luôn, chủ nhân nó cũng luyện tới luyện lui mà vỏ nó rất là bền. Cái cây này vỏ nó bền lắm, cây này đừng có trúng màn hình nó xài hoài luôn, không bao giờ hư ha. Philips S337 ha, học online tốt, Android nó 5 chấm luôn. Cây này 400k nha, 142 nha. Cái Philips nó hồi xưa em có cái bàn hủi của Philips em cưng lắm, em giấu hoài không xài, không xài cũng để thời gian cái chuột cắn cọng dây cái hư luôn, rồi xong dục luôn, mà em quý nó lắm. Rồi cây này Philips nha, hiệu Philips nó 400k luôn, 142 nha, 142 không lỗi gì hết nha, full chức năng không lỗi gì hết nha. Rồi Philips 142 ha. Rồi cây 148 nè, cây này cái Asus T00F, cây gam 2 bộ nhớ 16 Android nó 5 chấm luôn. Cây này 500k, cái màu này màu xanh nè, màu xanh này hiếm lắm nha, thường màu đen với màu trắng, mà lâu lâu có màu xanh, màu xanh màu đỏ, màu xanh này hiếm lắm. Cái cây này xanh nó hiếm nha, màn hình thì không có lỗi gì hết, màn hình không lỗi, đẹp cancer pen luôn nha, nó đẹp cancer pen luôn, cũng mướt lắm nha. Này là em vuốt nè, đó thấy cỡ đó mà Asus nó chạy tới 4 nhân luôn nha. Ok, là gam 2 bộ nhớ 16 chuẩn nha, Android nó 5 chấm nha, 500k thôi, màu xanh nha. Đó, 148. Rồi, em có nhiêu đây, hôm nay em sổ nhiêu đây nha. Rồi mai có dòng cao.